cao su này, PHR, cái đoạn xưa là cũng báo em mức của đoạn dưới này. Đấy. Những cái mã mà nó sát cái đỉnh ấy. Cái form mà những cổ phiếu mà tăng mạnh cái đoạn vừa giờ rất nhiều cổ phiếu này. Bây giờ anh em cũng có thể chú ý những cái cổ phiếu đấy được, tức là nó tích lũy ở cái vùng sát cái vùng đỉnh nhá, là có một cái nền tích lũy, cái đỉnh cũ nó không cách quá xa cái vùng đó, hay là cái đỉnh cũ của nó đúng không ạ, cách không xa, tức là tích lũy rất tốt ở cái vùng này, không có người bán, nếu mà có dòng tiền vào bạn thì cái cơ hội sẽ tăng tốt em. Đấy, DG cũng vậy, đúng không, tích lũy rất là sát cái vùng đỉnh cũ, dòng tiền vào tốt thì cái cơ hội sẽ bật lên nhiều lắm anh em nhá. Em thấy DGWK này đúng không, được chưa, sát cái mùi cũ, tiền nó vào mạnh thế là cái cơ hội nó mất lên, nó sẽ vào sóng KBC chưa, sát đỉnh cũ, hay là cái cả như là FTS chứng khoán cũng vậy, được chưa, đấy, cuối cùng sát cái sát cái mùi cũ, nó chỉ cần một hai ba cây tăng tốt là chính thức phá vượt cái đỉnh luôn, thì những cái cổ phiếu đó là anh em chú ý nhé, chú ý nó sẽ vào tháng trung hạn luôn. Còn một cái nhóm khác nó là nó có một cái nền bên dưới, nền dưới như là FCN, nó nằm ở nền dưới thì nó phải cần thời gian thêm, ví dụ FCN nó tăng từ nền này lên cái đỉnh này thì khả năng mấy cái ông này là ông ấy sẽ bán, thứ nhất là ông này sẽ bán, thứ hai là ông dưới này ông sẽ chốt lời đấy, vì nó đang khá là xa nhau đúng không, ví dụ cái nền dưới là 15, cái nền trên nó tầm 18, nó ba giá nó tầm 20% thì cái áp lực 20% thì nó tăng 20% thì áp lực nó sẽ lớn. Dạ. Còn lại anh em mà đánh sóng trung hạn thì ưu tiên những cái con nào nó tích lũy sát cái vùng đỉnh. Đó. Anh có ví dụ anh em đấy. PHR là như của nó đúng không? Dạ. Kể cả GVR các bạn ngày xưa. Dạ. Em thấy chưa? Đấy. Nó tích lũy ở sát cái vùng đỉnh cũ này. Volume nó phải cạn kiệt. Đấy, cái vùng này là vùng tích lũy của nó. Bắt đầu sóng, chân sóng của nó trong giờ ở đây đúng không? Nó rất là sát, nó chỉ cần vài cây nó tăng tốt cái là chính thức nó phá đỉnh, khi mà nó phá đỉnh khung ngày thì khung tuần nó cũng phá đỉnh luôn, thấy chưa, đấy. Hay kể cả cái form của MB cũng vậy, thấy chưa, đây MB đoạn này gần đúng không ạ, rất là gần đỉnh cạn kiệt tiền vào đấy, thì tại sao nói với anh em DG nó là như vậy nhá, những cái form gần đây gần như là bất bại anh em nhá, có thể reset lại, có mã reset, có mã không reset, nhưng mà cái form này gần như là bất bại anh em nhá. Đấy, nên là cơ hội như này thì chúng ta phải vào thôi. Đấy, những cái con khác nó thành công thì con này nó tín hiệu như vậy, chẳng lẽ chúng ta lại không vào đúng không ạ, nó phí đi đấy, chẳng may nó đúng thì chúng ta sau nó tăng dần 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 anh em lại hỏi chứ này nó lại tiếc, bây giờ nó đang gọi là 50-50 hoặc là anh em còn đang nghi ngờ thì chúng ta mới mua ấy. Còn trần 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 lên này rồi thì bây giờ như GVR anh em hỏi mua thì ai dám bảo mua, ai dám bảo mua nữa? Kể cả như MBB bây giờ đánh trung hạn thì cũng không dám mua rồi, đúng không, không dám mua, không dám thì dám đánh tê thôi chứ ai dám mua đánh trung hạn con như này đúng không ạ. Ở đây thì anh em mua đi, đoạn trước cũng nói em rồi, nhiều anh em đã tăng được cây này mọi người sợ hỏi là anh em mua ở đây cơ hội nó tăng tiếp không, có thì anh em bốc thôi đúng không, tranh nhau vài phần trăm thì bỏ qua, dạ thấy nhá, cái form này nó rất gần như là bất bại anh em nhá, chưa thấy con nào chỉ cả thấy gà như hỏa phát đây, tính bị sát đỉnh cây này đúng không, chưa phải xịt đúng không, ra tính lại thôi, biết đâu là mấy phiên nữa nó lại vượt lên thì sao đúng không đó, nên là ưu tiên những cái con nào đánh trung hạn thì anh em tìm ra nó đang tích lũy lại ở sát cái vùng đỉnh cũ, được chưa, tích lũy lâu vào vốn càng ít càng tốt đấy, săn đến con đấy đợi đợi mày nổ hôn là bố mày la vào ngay kiểu kiểu vậy nhá, đây này bây giờ anh em thích cái kiểu đấy thì anh em canh cái con HHV này này sát đỉnh cũ này canh nó đi, thích thì thăm dò đây, bây giờ nó phá đỉnh cũ thế, còn anh em đánh tê sợ sợ hãi quá thì thôi không vào nữa, đợi nó nổ hẳn lên thì vào, hoặc là nổ xong reset thì mua, mà không reset thì lại bỏ qua đấy, chúng ta phải chấp nhận là chúng ta tìm những lúc mà cái cổ phiếu nó đang ảm đạm thì chúng ta phải tìm sẵn nó trước, những lúc mà nó nổ nổ dùng chân lên nồi ông nào cũng biết, cả sàn biết rồi thì cơ hội nó sẽ lại ít đi. Dạ. Anh em thấy nãy giờ thì kê ra khoảng tầm 10 con gần như nhau ấy, đúng không? Anh em nhìn BID này. BID cũng vậy. BID thì nó cũng một đánh mạnh hơn, nhưng mà trước nó hơi khác một tí. Thì cũng vậy này, đúng không? Đây, cũng cái này này.
cái công bằng bằng có một cái nền tích lũy ở đây, nó có một nền dưới lên nền trên, nhưng mà nền trên nó cũng phải tích lũy, có khác một tí. Đức Giang này, đã Giang cũng vậy này, đúng không? Cả cái nền tích lũy này. À, đến cái lúc mà cạn kiệt thanh khoản này thì chỗ này chúng ta phải chú ý đến nó, hoặc là muốn ăn nhanh thì cứ nhìn cái cây nổ vô này này, đã anh em lao vào thôi. Được thế thôi, thì khác gì DG lại đâu, đúng không? Đã khác cái gì cả. Được. Anh em mua đây mà cứ sợ sợ thì làm sao mà giàu. Rồi, trả lời câu hỏi anh em nhé.